bậc 3 còn luống cuống cái đoạn bé cái cao e không né được. Thằng nào tập trạng, tương lại. Như vậy, tương lại. Sau này, sau đó còn thả bôn. Đứng lại. Nào. Hả? Tạm. Nào, đánh đi. Tập đích. Tao tao đợi đợi con kia vô gì đã. Để nhặt với ông kia rồi. Rồi em ơi. Từ 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 từ. Từ tay. Tao buồn à. Nhặt buồn không? Nào muốn ta buôn không? Ta là nhớ đó thằng đặt cái tướng. Tao phải lấy giấm bú cu. Tao muốn đặt. Tao mình nhớ bú cu hơn. Bú cu y là biết ok. Bếp. Gọi lại bú cu về tim đấy. Hả? Quả ba quả sáu gì đấy mà. Mà em thấy bú cu đăng clip lên clip gì Julia rồi chỉ tăng cam hấp quá à. Clip đồ đủ thứ sao em thấy cho đi để xuống đi. Xui ơi. Mai xưa vào bảo cô lóc vào nốt đi. Vào đây. Chạy vậy. Cô lóc vào. À cái gì ạ? À? Tôi không tin thịnh tăng được con ba. Nên qua kia đi. Qua kia đấy ra đi. Vui. Có lẽ là mình không nói gì đâu. Về bên kia bắt đầu bo hoa nó nhiều. Xong, lãng phí 20 phút cuộc đời. Là quá. Ông kia đâu lâu bao nhiêu tốt với nhau. Tao bị crash game rồi à. Ê vô kìa. À vô kìa. Nào, thả lên luôn đi. Coi. Coi nha. Thả đón. À, chào thằng Biên đó. À, ok nha. Đó mấy. Đó phong bốn. Rồi, tao bình tĩnh. Quái. Quái gì? Rồi, ông có bốn rồi. Bốn. Sao? Sao thêm một slide cho bạn. Căng máy bà. Đang căng. Ba giây này có. Bố này. Bố thằng nào lấy bố đâu. Lồng bê chắc nó phải tăng lắm. Mà bây giờ được tăng rồi. Lên lên cái đó kìa. Đấy kìa mùa hùng đấy. Để nó bếp luôn à. Lấy. Bùn 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 bùn. Thằng kia lấy sao tôi biết. Nó kệ đi chứ. Nó đếm trăm chuẩn mà. Cứ đứng lại với nhau là được. Khu này có được ăn đâu. Trời, có bèo, có đôi khắp nhiều ấy. Đây, đó, nó đi lái rồi kìa. Đó, đứng thằng kia, ổng kìa. Cái gì? Thằng nào lấy buồn vậy? Không biết. Ai thích lấy. Buồn đấy. Chưa.
Tao muốn đi đọc nè. Để lấy kìa. Cho đấy lại lệch. Ê ông đứng xa rồi bây giờ. Đứng rồi. Cà chuột ép biết xít được. Nhìn theo cái dấu mà. Nhìn theo cái dấu. Quá. Cái thằng nào cũng thì cho nó dấu đi. Thôi tăng lửa được có mấy cái giọt độc lắm mà. Đâu rồi nè. Đó, đó là gì diễn ra lấy bu nè ha. À, đứng theo tôi làm được bu nè ha. Khó khăn mà ta. Kỳ ghê. Bia. Đâu rồi đấy. Ơ, đây này. Đâu rồi chúng mẹ. Nó cháu xin lỗi cậu. Ngoài từ đầu trận với trận ăn được đúng là buồn. Dừ. À, buồn lại thế kìa. À. Hai. 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 Đúng rồi, lên hồi sinh hả? Thái hậu, bắn hai. Đủ rồi, không ai có này, khi vô có à? Trừ đó bay. Thái hậu kìa. Thôi mà. Làm để Ado quay cho mình. Chào này nhạc, đừng buồn. Thôi lấy cái mũi nha. Ok. Đủ mà. À, xuống đó. Cho nó xuống. Xuống cái lòng này đó. Xuống gì khách đi trúng cái glass đó thì. Đây đây, đã cần cái đó. À, bắn máy bắn bóng 3, 40 sao. À, ông kia bắn 2 đúng không? Thích bắn 2. 60. Xem 10. Bắn 200 mà. Không, bắt các bạn. Giờ là meta. À, kia là ui mà nãy giờ xài đồ gió phải lâu. Hai. Khi đâu bạn? Đi bia. Bia đang bị đứng chim mông mình. À, Di Di lấy cái nhẫn sao đâu? Chơi sao đâu mà Di? Đây. Bên đây, trời. Ok, anh Mọc, như anh Mọc ta full rồi mà bay. À, chưa. Không. Ủa, anh kia xin chết rồi. Sao cái hai câu nó rồi, hai câu nó rồi. Gấp. Thằng kia lại bị tiếc em ạ. Bả đi. Không, tại là nó thằng em ạ. Nhớ rồi đó, ăn hành bớt này rồi đây. Ăn hành vô đây, hay. Ở đâu, đâu hành? Không mà ăn hành, thấy ăn hành không? Tao mày với thằng cù. Thành con bốt này 4 ngày trời. Đi thì 3 ngày. Này, cái ngày thứ 4 mới pass. Ngày thứ 4 pass, đít mẹ xong rồi siêu phẩm anh ai cũng biết là ai bắt đầu thái độ. Còn bot 2 này á? Ờ sau gan bot 2. 5000 vào tận cuối bot 2 thì à, thì qua thế là thôi, clear luôn hành lang, ăn bot 3, ăn bot 3 xong rồi có chuyện xảy ra và không kịp bot 4. Thôi người mà ai biết là ai.
qua rồi cho qua đi. Không, không cho qua được xuống. Mày nghĩ sao mày? Nè, cái nhẫn sao đâu đã ra của tao đấy không? Vô, tao chắc sao đâu? Ta sẽ sao sinh ra đây sao đâu? Tao lấy. Hai. À, cái nhận xét khuyên xét của thằng Nhật hay là nhận xét của thằng Nhật á, tao biết 3.000 vàng. Tối tháng sau tao sẽ biết 5.000 vàng. Mạnh quá. Giờ còn chơi không? Nè, anh nghỉ game rồi. Lát à? Nhật con muốn lấy cái nét xét không bạn? Tao làm cây mà. Dắt gì vậy? Dạ. À, 8 11 2 tăng. À, tăng tới khi đi ở CC chạy vào lưới đất. Trời ơi, chết là reset đó ba. Ngu quá đủ mày thằng lâu này. Hả, à, còn một thằng sống là được. Thằng nào sống là được. Mình là lửa chạy cổng thôi. Chạy cổng với FK thôi. Số 7 hả bạn? Một thằng tăng sống là được mà. Anh Nam phải chết được đúng không? Ủa, Nam nhớ anh Tư không? Nhớ anh Tư không? Đừng mà đi ra. Anh Tư mà đi ra nhảy con mẹ lửa GG. Đi ra cổng đứng chạy thẳng vô lửa bị vô chết luôn. Ra. Đây, vô. Vô chưa? Chưa. Mẹ thì có đậu rồi. Ủa, yeah, thì đúng rồi mà. Ủa về á. Chị sao sao vậy? Mày khỏe quá ta. Đề nghị anh em ấp nhẫn lên người nha. Mẹ bán hùng nó đau quá. Đây mày. Mình ấp nhẫn lên cho mấy bạn rồi, ấp lên cho mình nhé. Mẹ đau. Đau hơn gì phát cái nọc đỏ phát gì lên. Xong. À đang hơi gì này. Gì gì quá à các bạn. Chuẩn bị thông tin nha. Cái mà từ từ gì. Bye. À, à, về chuẩn bị là gì. Xem nè. Dài mà. Nhanh lắm. À bye. Bye. Tại mình sao lại mày hỏi anh đi dành đấy. Bye. Bye gì? Mua tới 10 ca. Hả? Gì gì á? Hả? Sao? Nãy đang nhặt hỏi anh nó mắc nách là sao? Có lấy đi, có lấy cái lấy cái lửa không? Đeo rồi. Có đủ lông mà ấp đâu. Em hỏi là nó ba được không á? Nói chung là bây giờ cái thằng kia chung bây giờ cái gì nó cũng được. Anh hỏi này là cái deck ba ra, cái deck lửa ra là à, anh cầm đầu tiên là anh rất không. Bây giờ anh không, bây giờ không thích deck. Nhưng mà anh đâu có đồ, anh đâu có đồ gì đớp đâu. Ấp để đi. Cái gì? Anh Nhi có khuyên đất được không? Đưa đây.
Anh nào? Không, xin đất nó mới mua đâu. Wi-Fi nhà bởi vì nó nghe cái sao? Nghe được không? Có những đồ gì boss lên sao? À, sao nói lại nào? Tức là ra cái đồ đó. Kino phải không? À, lấy anh lấy nấp vào. Cái đó thì được. Tính thử bốn luôn. Cái gì? Bốn đập ba rồi sao bốn? Tính thử con bốn luôn. Cái gì? Tính bốn luôn không đánh ba. Điên à, không đánh được đâu. Không. Được. Lớp ba đấy. Sao mà đánh nổi bốn? Chắc chắn là không đánh được. Để bạn thử để bạn đủ mẹ. Ba đi. Không có cái gì. Không đánh được chưa? Không được nhìn mặt con bốn luôn cơ. Hai con đi đi cứ bốn. Bao đâu kẻ luôn. Cái wifi nó cứ giật nhìn giật khó chịu nhỉ. Giật ta bị giật thâm thế. Chị đó coi gì của tao chứ đâu. Ai giữ chìa khóa đi mở đi chứ. Còn gì đó. Riêng đánh hai con ly đi đồng thì anh quan trọng là ke anh su với lại cái có thiệt không? Nguy hiểm luôn mà. Còn nhưng mà từ từ cái năm đâu. Có món bắt 3 rồi anh bắt 4. Mà thằng nào nghĩ cái đòn hút 4 chứ kìa. Hút 3 không ăn được là hút 4. Nhận á. Chắc cũng đó. Thưởng. Không có buồn 3. À quên nhận béo có cùi. Duy có đá chưa? Đá gì? Đá thì là lớp 5 mua. Cái wifi nó cứ giật giật khó chịu quá. Đủ mẹ mạng đi. Và lâu gì nhiều siêu vậy. Thua nhiều cũng thua. Tao full rồi. Mình điên nhà. Nhưng mà thằng kia bị crash game rồi, thằng kia bị crash game không lấy được. Wow, còn bot 3 nó có 993 triệu máu, có mech trừ máu còn chưa được, có bot 4 thì tỷ 3, không có mech trừ máu còn có mech tăng máu cho nó đấy chứ. Bot 4 là dùng thận, có bot 4 là dùng thận mà, không. Tao làm nghĩ ra là ăn bot 4 trong khi này đây. Có gì đâu. Đó là cả một vấn đề quá trình đấy. Có sao bát cho qua lóc đã, hai qua lóc phải có sao bát hết mới đi được quá. Bây giờ phải tính ít nhất phải 5 thằng có cái triệu cái tính 34 và không thì cứ tin full sâu mới. Thì ăn. Tại ý là mà lên. Mình không ăn, ví dụ không ăn được bot 3 đi. Thì bot 4 mới dễ hơn. Bot 4 mới cơ dễ hơn bao giờ, bot 3 giờ đang là dễ đấy. Ừ, vẩn. Bot 4 máu nhiều lắm, không đánh được đâu. Bot 4 nhiều lắm. Con bot 4 nhá. Không dễ đâu nha mày. Đầu thôi chứ không phải là bot 4 chỉ dễ với bọn tao dài hiểu không? Còn bọn đang ăn khó chơi đâu. Bot 4 4 bot 3 thì không mang đèn bot 4. Đi vào đi cả Nhật làm trick các bạn. Bên đỏ ai đây. À đề Nhật à. Hả? À, anh ta nha. Thiếu ngươi bị có mẹ Nhật này. Có là giá. Hey, tao xin mày. Dũng người có lon gì hay lon bia hay lon. Từ nói UK ơi, Linh Hồng có quà chính chưa? Từ giờ đánh thì giờ đấy chưa? Rồi. Nút cái là này là đủ. À, ai à. Gì chết xin thôi. À, để tôi ra cho. À, quay tôi khóa rồi, vãi. Đem. UK ơi. Để thôi. Đừng ra bên nha. Để thôi là tôi ra sau bên. UK. Đây em. Hello. Alo ạ. Ok, em đây rồi kìa. Cái room chat nói thế nào? Đi chờ cái điện thoại nó cái gì có chuyện quá. Thời gian nó đang stun cho em anh. Chờ. Em nó bình thường mà, em nghe bình thường rồi. Không tại riêng. Không, nhưng mà wifi nên anh nó cứ giật ấy. Anh đủ 16 linh hồn hấp quả chứ chưa? À, nốt tôi này là đủ. Chờ.
Để rồi lẹ. Đủ đủ đá đen không? À, hình như không anh. À, thứ bao nhiêu cục đá đen? Thiếu 3 cục. Không, tí em dạy đi không? Em đi vài đường mà. Cứ đẩy đi môn vô nắp. Mà thằng Sino không lấy lách à? Em lấy mà Nhật kêu hỏi anh nó lấy không. Thì thôi anh thích thì cái lách. Cái neck là anh định không lấy, anh chỉ lấy cái Alan Su là cái hiệu đó thôi. Cái nếu kìa. Có lên cậu. Cái gì? Lấy anh nha, mình không lấy huy hậu đâu, hello. Thì cái neck đưa cho thằng nào up được thì cái đứa. À, sao không lấy hiệu? Stun. Mình thích Alan Su. Cậu thích súng tìm hà. À, mình thích Alan Su hơn, ok. Huy hiệu cho luôn, không lấy. Rồi. Lên anh ra một lồng như này. Huy hiệu nó không khỏe. Thật ra thì... Không. À, thằng nào chỉnh server Discord thì gần thế. Lấy hai cái cũng đang được hả? Ai nói gì đâu. Chỉnh được con nào nữa không? Cô Linh là được ưu tiên hết á. Cũng lấy mấy cái cũng được hết. Kiệt cũng lấy cả đàn sâu đúng không? Tạm được. Tại vì cái Alan Su anh đang lấy chứng hết rồi, chừng nào. Không, Alan Su là tao bảo lấy trước rồi mới gọi tao lấy. Không, quay, mình nhường kiệt sâu bét nha, mình nhường kiệt mình nha. Không, đủ mà sâu bét đúng, đủ. Từ cái huy hiệu thì để tiêu lên đi trước đi. Không, mình không lấy thì cần Alan Su hơn. Thì cứ im không à. Ôi, mẹ của mình đâu. Bố cầm đây nhá. Em mở cái nguy hiểm của nó có hai cách như này, có hai cách lên được tinh đàn mà. Đây từ lực anh kia này, nếu mà đưa cụ Linh huy hiệu thì cụ Linh sẽ mạnh cho cả team. Nhưng mà nếu mà đưa huy hiệu cho anh Kiệt thì anh Kiệt sẽ dọn bọ tốt nhất team. Đó. Đấy. Đó. Đấy. Đó. Đó, vấn đề mày, thế. Mày ý đồ quá rồi. Mà tay thì cục. Mấy tháng tay đi cút. Con mày ý đồ hết rồi. Mày rác rồi. Gạt cáo nhảy à. Con đã nhật từ từ. Thế là cả team có mạnh lên nhưng mà dọn bộ không nhanh thì vẫn không được. Chuẩn, dọn bộ là quan trọng. Dọn bộ là quan trọng, thế là đưa anh Kiệt. Mình sẽ lấy ăn xô. Hiểu ý đồ đúng không? Nó cứ dịp khó chịu hả? Gờ. Anh cần ao ra vào lại là hết giật, ao ra vào lại hết giật anh ơi. Nói chung này đi F8 này cầm hiệu ai biết đấy là đâu. Alan Su phải ngoài hơn chứ. Cú Linh này, Cú Linh. Hai, một tháng nữa nó update cái xem thông tin là xem được cả đồ luôn. Nhưng mà nó không loại. Ngoài cái lầu thì cầm cái băng niệm này đủ mà. Vũ khí vẫn hơn chứ. Cầm cái băng niệm nó lâu. Mà IS phải bắt được 2 lần đúng không anh? 20 linh hồn nữa mà. Em cứ để cái quả 8 là bắt phát là ép được luôn. Để quả 8 là lên được luôn, quả 8 7 phát lên luôn. Quả 7 khỏi gần luôn. Có thôi bấm luôn không gần nhé. Quả 7 là vì lý do là đi mẹ Keran sao nó không? À, từ Alan Su 1 Alan Su 3 tốn mẹ gấp đôi linh hồn. Đằng nào đến update tháng sau, phát sau là ra dễ, phát 5 năm dễ gì sửa lại hiệu ứng hồng môn. Một tháng, 1-2 tháng nữa là sẽ dễ hơn hẳn rồi. Có là 3 tháng nữa mới bắt rồi. Đợi mình vô năm xong mới sau mình. Tao đảm bảo 2 tuần, 1 tháng nữa là mình phát gì chắc luôn. Đi lấy. Tại vì đủ bát này đủ xích chó. Tháng nữa đấy, đủ bát, đủ xích chó, đủ... Đấy, đủ xích chó, đủ... Tô Linh ạ. 4 tuần mà ra 4 cái xích chó cho băng thì mày im mồm hết luôn. Tô Linh. Xích chó băng rồi. À không, à... Đánh xấu rồi à? 80% xíu em vào nhà em biết nha. Anh đùa với thằng xích rách này đã.
Em vẫn 8 giờ. Rồi thì đắt. Đó không, bấm 80 ra vào giết ba con nha. Vào đi. Dạ, còn là anh về. Chơi ông gì? Chị chơi ông cụ. Chị ơi. Úi giời ơi. À, có một người ham đêm để kìa. Đếp hay mình. À, thích mẹ, lô, đi lô. Đâu? Thích mẹ. Ủa, đang đi bốt mỏng Julia. Không, đang đi bốt. Càng này bốt cuối Julia kìa. Hay quá, hay quá. Chính rồi đó. Cái này thích chơi. Cầm một xin hôn bác ca. Thôi bọn mày đi đi anh coi stream. Không quen, quen mày lưu lông, kì lâu. Em gì đấy? 51 1 2 3 4 5 Mai. Ui. 1 2 3 4 5 Đúng. Là 1. Còn 8 giờ 500 200 triệu 100 triệu. Sao mày? Đấy nó giết luôn. Giết luôn đi anh ơi. Vẽ tí nổ đi cơ lẽ. Vãi mà sâu rồi. Em mà sâu rồi. Lên đi không? Đi ra làm được. Đi ra em cô. Chạy 8 giờ đi. Đang chơi rồi ai? 5 giờ. 8 giờ. Quá à, giảm DPS rồi. Thằng lâu gì đủ mạng mày. Gì có tình hạ nó chắc rồi nha. Có gì mẹ. Mày ngu thế. Ơi mời nó hê nè. Ôi mày xin lỗi. Kéo gì? Kéo gì? Kéo gì? Kéo gì? Thứ hai. Mày đâu mà lôi trái ta? Hai, sao bơi đúng lúc đó? Đúng rồi, lóc đánh đắp đó. Thích khói đi gì ơi. Ý là gì? Đừng ra lên gần bếp cho gì được đấy. Chưa quả chính ngay. Càng qua. Tao hãy cái mic. Hai. Giờ chứ đâu. Ôi dồi ôi lại chúa. Mát một mà mát cuối mà. Ba năm rồi kìa nghe. Đấy, đánh luôn đây, đánh luôn đây. Đợi không mà đợi. Đánh luôn đây, đợi đây nè. Đợi đi, đợi đi, đợi đi. Đợi, đợi, đợi. Thôi. Thật thế à? Thảm nó cũng hay, cũng cộng lít quá. Hay nghe cu nhá, report. Không phải, thằng đó, thằng Duy á. Nhật á. Ủa, Nhật mới nãy mới 110 giờ lên 137 đâu, có được bắt. Tài nãy lưu mát, được mẹ không lưu mát thì sao mà lưu được. À. Mát lưu 4 đến 5 cái đâu. Tài là để 10 điểm nữa. Chứ mà tao bị con mập hút không? Mày đứng bán đâu mà mày có lưu mát đâu, 10 nổ. 51. Thằng mập hút tao đâu. Mát kìa, mát kìa ta. 52. Tiếc mẹ bài. Ai gà. Quay. Bây giờ nó không quay. Không để với em. Đánh đi có tính DPS nào không? Anh em. Quay. À 8 giờ sắp chết anh ơi. Quay thế rồi. 100 triệu. Hai. Sao nào? Thằng quan quay. Đợi. Vô trăm đi. Rồi em rồi.
từ đâu con nghe anh phát côn tạo ra đã đợi mày ra đợi ra ngoài tiếc mẹ tạo ra thiệt đó thiệt điên nè đoan sẽ bên là hai đây được năm giây đó tụ mày chắc bằng lâu à đợi mày ra hết cái xe bên hai là sao bay cục ngồi xe ba ở lại chúa ở lại chúa đừng à, tí chết. Ôi rồi. Chờ chờ 31% mới đánh thì kịp thôi. À chờ 31 không được à? Hả? Đã tao thả rồi mà. Nhưng mà thằng nào đánh xuống còn không 8 tỉnh luôn ấy. Chờ 31. Không vừa lấy là đánh ra quan được rồi nhưng mà không giết ba quan à? Ừ. Dạ. Có sâu cũng giết ba quan hả? Đấy à? Sao rồi vậy? Chứ quả đấy là cứ ham đấy biết sống ảo ấy chứ. Ủa, không, tao thấy thằng nhập vô lao lắm mà. Đã bảo tao đã ra lưu sung đợt 2 đâu. À. Tao ra lưu sung đợt 2 nha, nhưng mà không chịu đánh nốt. Ai thích thích súng ảo vậy? Không, thằng gì à? Là mấy này. Là mấy. Thằng gì à? Đây này, tao tháo hết đồ cho hơn đấy bên này. Ok. Đây, tập luôn nhá. Kìa. À, để xem mình giết được không nha. Bánh xe rượu. Quay 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 hả? Cái này hả? Cái đồ gì cơ? Từ đấy giờ xoay lại cả đi mẹ có một phát cuối đéo chịu đi mẹ lấy cả noi. Được rồi, lại thay phát mà. Đi mẹ xoay từ đấy giờ có lệch phát lồn ở đâu? Đúng phát cuối. Có. Hai phát, hai phát. Có cái lồn. Tao đây. Mày là mày chết đấy. Đấy đấy. Sau đấy là địt mẹ mày quay lại ô cũ. Còn ai nữa? À, hay là chơi đi. Dạ. Thằng hai nha. Cào đáo mày. Này. Thành nào tăng cái con dưới này đi kéo tao lưu long kéo này. Đấy tao lưu long cho tao lưu long cho. Được rồi. Mình. Anh là một người. Alo. Thảo lùi lòng chết. Phát có là bạn. Hai này, hai này. Hết đi, hết đi, hết đi. Đánh, đánh, đánh. Cái người sùng ta cái lòng. Lưu, 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 lưu rồi. Từ đánh, từ vô cái, từ vô cái đó. Đừng, đừng nhìn máy, đừng máy. Cái phải thôi, cái phải thôi. Cái phải. Từ bao giờ? Từ bao giờ? Về chỗ à đây giờ sao giờ luôn đi kiểu kiểu em rồi em à thứ hai bắt đầu không biết à thế mình hello phòng tàng Hello. Hello. Hello.
8 nhanh bên phải. Hôm nay ta tôi hết đợi đó. Rồi ra đây cậu. Chân ngắn quá trời không kìa à. Bao giờ thì sát tôi đi xíu chứ giờ. Không, ta xíu ta vô gần đứng nha. Ui. Đợi ông, đợi ông, đợi ông. Đợi chứ. Ồ, có. Vô, 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 vô. Nhảy mát này, nhảy mát này. Ai râu đúng không? Tam sực tam. Chừng từ lâu rồi. Chứ mà con sớm cho. Ừ. Ừ. Đâu. Dừng thẳng đi kìa. Rồi lo nào ai nè. Sau 4 cao nhá. Chết nhập rồi. Đây. Vô. Đúng rồi. Còn kịp luôn. Đấu 2 ít thôi các bạn, mình qua vũ mình đợi sẵn đây. Clear mi đi trước đi. Phải là một mình đi clear không? What the fuck? Vấn đề mi được nữa này. Một mình vô clear chắc khóc luôn á. Sao, tao luôn làm cho gì, tao tăng cái gì? Tao làm cho. Nãy vào sau. Tao vào rồi, tao đéo vào đâu. Nãy vào sau, tao cãi vào sau. Ba tay dài vào. Em... Ba tay dài cái này. Rồi, được một nè, được một nè. Được hai. Vậy cái bắt đầu là năm rồi sau nha. Ui. Nè nè. Con bự một này. Hiếu, hiếu mi. Con bự hai. Bác sĩ. Lâm được một. Năm rồi sau được một nữa nè. Ba. Lâm 12 nè. Mày đang thấy giờ đứa không Lâm ơi? Thật ra gần nữa nè. Lâm bự. Cái gì? Ủa lên đâu? Đi tao lấy cái nha, cái gì có đợi xíu. Thằng năng lượng. Thằng năng nhanh năng lượng, khí công 78. Rồi. Vài. Sao vậy? Bả vậy. Cái vụ bả này nhỉ.